cái cân làm giàu. Hôm nay ta có chuyện quan trọng muốn nói với các con. Dạ, chúng con nghe đây ạ. Cha cứ dặn dò. Năm nay ta đã 60 tuổi rồi, cơ nghiệp hiện tại cũng coi như là đủ đầy. Mẹ các con mất sớm, một mình ta vất vả nuôi các con nên người. Nay các con đều đã trưởng thành và thành lập gia thất, ta cũng đã yên tâm phần nào. Và để làm nên cơ nghiệp đó, tất cả là nhờ vào chiếc cân này. Ý cha là sao ạ? Chúng con không hiểu. Hey, đây thực chất là một cái cân rỗng. Đòn cân bên trong chứa thủy ngân. Khi mua đồ, có thể mua 15 lạng tính một cân. Còn khi bán cho người ta, thì lại tính 7 lạng một cân. Ồ, thật thế sao ạ? Đúng vậy, nhờ có chiếc cân gian dối này mà ta đã thu lợi được rất nhiều. Còn nhớ cách đây 20 năm, ta mua mấy nghìn cân bông. Mỗi một cân đều thừa ra 5 lạng, khiến người bán bông phải bù rất nhiều tiền, ức quá mà chết. Còn người bán thuốc cũng bị ta cân điêu khiến lỗ vốn, cũng lâm bệnh rồi qua đời. Đến giờ, khi gia thất đã yên bề, ta chợt nhớ đến những người bị hại đó mà cắn rứt lương tâm. Chính vì vậy, nay ta quyết định đập vỡ cái cân này, nhận lỗi trước mặt các con, mong có thể tích đức hành thiện, bù đắp lại lỗi lầm trước kia. Các con thấy sao? Con thấy cha làm vậy là đúng ạ. Ai cũng có sai lầm, nhưng cha đã biết hối cải và sửa đổi, đó là điều rất tốt ạ. Chúng con cũng ủng hộ cha ạ. Cha nên sớm làm như thế ạ. Ông chủ, đây là thư cảm ơn của những người mà ông đã gửi quà và tiền từ thiện cho họ ạ. Mới gửi đi mà đã nhận được rồi sao? Tốt lắm. Người xem danh sách những nơi gặp tai ương, dịch bệnh hay đói kém còn những đâu, để ta tiếp tục ủng hộ họ. Dạ, con sẽ kiểm tra ngay ạ. Ông chăm chỉ làm việc thiện như thế, thật là đáng ngưỡng mộ. Cả cái thành này, ai ai cũng ca ngợi ông là một người đức độ đấy ạ. Ta làm việc thiện cũng chỉ mong tích đức cho con cháu thôi. Hy vọng các con của ta sau này sẽ được hưởng phúc. Ông chủ, ông chủ ơi! Cậu cả, cậu cả! Cậu cả làm sao? Có chuyện gì vậy? Người mau nói đi. Cậu cả đang đọc sách thì đột nhiên ngất xỉu. Chết rồi. Hả? Cái gì? Chết, chết rồi ư? Con trai, sao tự nhiên con lại bỏ ta mà đi vậy? Con vừa qua đời thì vợ con nó cũng bỏ nhà mà đi. Thật vô phúc, vô phúc mà. Cha, xin cha bớt đau buồn. Cha còn có chúng con mà. Cha sao có thể không đau buồn được chứ? Anh của con nó ra đi khi còn quá trẻ, thật là tội nghiệp. Nó còn chưa sinh con mà. Cha, con biết là cha đau lòng, nhưng cha hãy cố gắng gượng. Vợ con cũng sắp sinh rồi, cha sắp có cháu bé rồi. Cha phải mạnh mẽ lên ạ. Anh cả dưới suối vàng cũng không nhắm mắt khi thấy cha như vậy đâu. Con ngoan, con ngoan của ta. Giờ cha chỉ trông chờ và hy vọng vào con thôi. Xin Đức Phật từ bi hãy phù hộ cho gia đình con. Con hứa sẽ làm thật nhiều việc thiện để tích đức. Xin hãy phù hộ cho con trai và con dâu của con khỏe mạnh, cháu nội của con chào đời bình an.
ông đây rồi. Con tìm ông mãi. Có chuyện gì thế? Sao trong mặt ngươi có vẻ căng thẳng vậy? Ông ơi, ông phải bình tĩnh nha. Cậu hai, cậu hai. Cậu hai làm sao? Nói mau. Sáng nay con vào gọi cậu hai dậy, đã thấy cậu hai nằm bất tỉnh giữa nhà, miệng thổ huyết. Con vội gọi đại phu đến, nhưng đại phu nói cậu hai chết rồi. Con liền đi tìm ông để báo cho ông biết đây nè. Cái gì? Ông chủ, ông chủ. Ông chủ, ông uống ít canh sâm cho khỏe đi. Mấy ngày nay chạy ngược chạy xuôi lo tang sự cho cậu hai, ông vất vả rồi. Khỏe làm gì nữa, ta cũng muốn chết quách đi cho xong. Hai đứa con của ta đều đột ngột ra đi không rõ nguyên nhân, ta sống trên đời này làm gì nữa chứ. Còn vợ thằng hai, nó đã bỏ đi chưa? Còn đây thưa cha. Dạ, mợ hai. Con sẽ không bỏ đi như chị dâu đâu ạ. Gia đình mình đã thế này, con mà bỏ đi nữa thì cha chịu sao nổi. Cha quên là con còn đang mang trong mình giọt máu của anh Nghĩa sao? Đó là cháu nội của cha mà. Cha phải tiếp tục sống để còn nhìn mặt cháu nữa chứ. Phải rồi, ta còn cháu nội mà, ta không thể chết được. Con sẽ không bỏ ta mà đi đúng không? Con sẽ ở lại chăm sóc cho cha, thay cả phần anh Nghĩa nữa. Cha yên tâm mà, cha hãy cố gắng uống thuốc nhé. Ngoan, ngoan lắm. Đau quá. Đã 3 ngày 3 đêm rồi, sao nó vẫn kêu đau mãi mà không chịu sinh nhỉ? Liệu có chuyện gì bất trắc xảy ra không? Đại phu, con dâu tôi sao rồi? Sao mãi vẫn chưa sinh vậy? Giữ con khó giữ mẹ, giữ mẹ khó giữ con. Ông hãy chọn một trong hai đi. Cái gì? Chỉ được chọn một trong hai sao? Tôi rất tiếc, nhưng đúng là y thuật của tôi chỉ có thể làm được đến vậy. Ông hãy lựa chọn đi. Còn dâu ông đã đau 3 ngày 3 đêm rồi, không còn thời gian nữa đâu. Trời ơi là trời, ông đang đùa giỡn với tôi phải không? Tại sao bất hạnh liên tục xảy ra với tôi thế này? Tôi đã làm gì sai để bị đối xử như thế? Ông trời không có mắt sao? Tôi biết gần đây gia đình ông gặp rất nhiều chuyện không vui. Hay là thế này, tôi biết một vị hòa thượng vừa mới tới thôn ta để hóa duyên. Ông thử mời ông ấy đến nhà xem sao. Hóa duyên ư? Liệu có được không? Tôi nghĩ là được. Vị hòa thượng đó nổi tiếng thông tuệ, biết rất nhiều chuyện trên đời. Có khi ông ấy sẽ giúp được ông phần nào. Ông cứ sắc thuốc theo đơn này cho con dâu uống, ắt sẽ mẹ tròn con vuông. Ồ, thật thế sao? Được vậy tôi đội ơn nhà sư rất nhiều. Tôi sẽ cho người đi làm ngay ạ. Xin rồi, xin rồi. Đội ơn đại sư rất nhiều. Nhờ có sự giúp đỡ của đại sư mà con dâu và cháu tôi đã được bình an. Nhưng có chuyện này tôi muốn thỉnh đại sư. Có chuyện gì thí chủ cứ nói, nếu có thể giải đáp được cho thí chủ, tôi rất sẵn lòng. Và chuyện là thế này. Ông chủ, đây là thư cảm ơn của những người mà ông đã gửi quà và tiền từ thiện cho họ ạ. Mới gửi đi mà đã nhận được rồi sao? Tốt lắm. Người xem danh sách những nơi gặp tai ương, dịch bệnh hay đói kém còn những đâu, để ta tiếp tục ủng hộ họ. Con trai, sao tự nhiên con lại bỏ ta mà đi vậy?
Con vừa qua đời thì vợ con nó cũng bỏ nhà mà đi. Thật vô phúc, vô phúc mà. Ông ơi, ông phải bình tĩnh nha. Cậu hai, cậu hai. Cậu hai làm sao? Nói mau. Sáng nay con vào gọi cậu hai dậy, đã thấy cậu hai nằm bất tỉnh giữa nhà, miệng thổ huyết. Con vội gọi đại phu đến, nhưng đại phu nói cậu hai chết rồi. Con liền đi tìm ông để báo cho ông biết đây nè. Đó, đại sư thấy số phận của tôi có ngang trái không? Ngày trước làm chuyện xấu thì con cái phát tài hưởng phước, còn bây giờ làm việc thiện thì tai họa lại ập đến nhà. Lẽ nào trên đời này không có nhân quả báo ứng? Làm gì có chuyện ông trời không có mắt? Làm gì có chuyện trên đời này không có nhân quả báo ứng? Chuyện lạ ắt có nguyên nhân kỳ lạ. Ông nói trong quá khứ, ông đã làm hại chết hai người là người bán bông và người bán thuốc. Sau này, ông sẽ liên tiếp gặp tai họa khiến cuối cùng phải đau ốm, cùng cực và chết trong nghèo đói. Đó là nghiệt duyên do ông tích tụ lại vì làm ăn gian dối. Trời, có chuyện như vậy sao? Tôi sẽ phải chết trong nghèo đói sao? Đó là số mệnh của ông nếu như ông tiếp tục làm ăn gian dối. Nhưng ông trời quả là có mắt. Bởi vì ông đã cải tà quy chính nên đã thay đổi được số mệnh của mình. Vậy là sao? Số mệnh của tôi thay đổi vậy? Sao hai đứa con của tôi lại phải chết? Ông trời có mắt nên mới thu lại hai người con của ông, để ông gặp dữ hóa lành. Thế mới nói, nhiều khi tưởng là quả nhưng thực ra lại là phúc. Bây giờ nợ nghiệp của ông đã trả xong hết rồi, ông đã có thể hưởng phúc từ những việc thiện mà ông đã làm rồi. Trả xong hết rồi ư? Đúng vậy. Vậy có nghĩa là hai đứa con bạc mệnh của tôi đã phải thay tôi trả nợ cho đời. Tôi đã phải trả giá cho những tội lỗi của mình, sống cạnh không con cái đến cuối đời. Thế mà gọi là hưởng phước sao? Ông vẫn còn đứa cháu trai mới sinh, nối dõi tông đường mà. Đó mới thực sự là phúc phận của ông sau này. Cháu trai ư? Phải rồi, tôi còn đứa cháu trai mà. Nó sẽ sống tốt chứ ạ? Không phải thay tôi trả nợ chứ? Đứa cháu này tương lai sẽ làm rạng rỡ tổ tông nhà ông. Đây cũng là phúc báo do ông hành thiện tích đức mà có được. Ông hãy yên tâm mà nuôi dạy nó thành người đi. Ôi, được như thế thì tốt quá. Tôi cũng chỉ còn đứa cháu duy nhất này thôi. Mọi sự việc xảy ra trên đời đều không phải vô duyên vô cớ. Tất cả đều có nguyên do. Nhưng điều nhìn thấy ở trước mắt không nhất định là đúng theo lý giải của con người. Trong phúc có quả, trong quả có phúc. Nhân thế biến chuyển tư tưởng như rối ren, nhưng đều không thoát khỏi quy luật vận động của trời đất. Nhân quả báo ứng, thiện ác hữu báo là chân lý không bao giờ sai lệch. Đại sư, cảm tạ người đã chỉ bảo. Đúng là trên đời có luật nhân quả. Từ nay tôi sẽ làm nhiều việc thiện, giúp đỡ người khác hơn nữa, để tích đức cho con cháu. Tiệm bánh nụ cười. Con trai này, con vào đây, ba có chuyện muốn nói. Dạ, vâng. Ba mở tiệm bánh nụ cười này cũng đã gần 20 năm. Nay ba đã già, muốn về quê chăm sóc cây kiểng, sống an nhàn. Còn con thì cũng đã khôn lớn trưởng thành,
ba muốn giao lại tiệm bánh cho con thấy sao? Dạ, nếu ba đã tin tưởng con như vậy thì con sẽ cố gắng hết sức để không làm ba thất vọng đâu ạ. Tốt, thế mới là con trai ta. Ba tin vào con cứ làm những gì bấy lâu tiệm bánh nhà ta đang làm là được. Thời gian qua, tiệm bánh của chúng ta đã rất phát triển. Tuy nhiên, thị trường ngày càng tăng mà số lượng bánh làm ra vẫn vậy thì không ổn. Vì vậy, tôi quyết định sẽ tăng số lượng lên gấp đôi. Ôi, không được đâu anh. Bánh của tiệm ta đặc biệt là ở chất lượng. Quy trình làm bánh rất nghiêm ngặt, lại chỉ thợ lâu năm mới làm được. Giờ mà tăng số lượng lên nhiều như vậy thì kiểu gì cũng bị ảnh hưởng. Hơn nữa, nguyên liệu của chúng ta vốn rất hiếm, chỉ có thể nhập được một lượng nhất định mỗi tháng. Làm sao mà đủ được ạ? Vậy thì không dùng những nguyên liệu đó nữa. Chúng ta sẽ thay bằng những nguyên liệu dễ tìm được, có trong nước. Các cậu không hiểu à? Giờ là thời buổi kinh doanh, phải đặt lợi nhuận lên hàng đầu. Như thế tiệm mới phát triển được. Nhưng như vậy thì... Không nhưng gì cả, tôi đã quyết rồi. Ngày mai sẽ liên hệ, tìm nguồn nguyên liệu mới. Tiếp theo là tăng số lượng. Một thời gian sau, sao ba lại ở đây? Ba lên sao không gọi con ra đón? Ba muốn đến thăm con và tiệm bánh thôi. Con bận thế thì đưa đón làm gì? Ba đi taxi cho tiện. Mà ba thấy hình như tiệm hơi vắng khách. À, vâng ạ. Cho ba một miếng bánh và tách trà. Lâu rồi ba không được nhâm nhi hương vị bánh nhà mình. Nhớ quá. Dạ, để con xuống bếp làm ngay cho ba một chiếc ạ. Không cần đâu, trong tủ còn rất nhiều mà. Lấy cho ba tạm một cái đi. Nhưng mà... Lấy cho bác một chiếc bánh và một tách trà nhé. Dạ, vâng ạ. Mời bác dùng. Bánh này là do con làm à? Dạ, do con làm ạ. Ừ, con có biết nó khác trước, đúng không? Dạ. Vậy nó khác chỗ nào? Dạ, có thể là do nguyên liệu có một chút thay đổi ạ. Không phải, nó thiếu một thứ. Thưa ba, thiếu thứ gì vậy ạ? Con biết sao ba lại đặt tên tiệm bánh là nụ cười không? Dạ, không ạ. Ba đã từng nói rằng ba luôn muốn làm ra những chiếc bánh có thể khiến mọi người hạnh phúc, mang nụ cười tới bất kỳ vị khách nào tới đây. Chiếc bánh không chỉ cần những thứ nguyên liệu ngon, sạch nhất, mà còn cần cả tâm huyết, trái tim của người làm bánh đặt vào trong đó. Thiếu những thứ ấy, cửa tiệm sẽ vắng khách ngay. Con đã thấy chưa? Ba, con hiểu rồi ba ạ. Con thật nông cạn. Con hứa với ba sẽ đưa tiệm bánh nụ cười vào đúng đường của nó. Cây nguyền rủa. Ngày ấy thế nào rồi? Tôi không rõ, hy vọng ngày qua khỏi. Cha ơi, cha đừng bỏ con. Ta biết, ta không thể tiếp tục ở bên con và muôn thú nữa rồi. Nay con phải thay ta giữ bình yên cho muôn thú trong khu rừng. Ta giao cho con cây nguyền rủa, hãy dùng nó khi cần thiết. Cha cố lên, cha đừng bỏ con. Hứa với ta, con sẽ là một vị vua tốt. Con hứa sẽ cai trị muôn thú thật tốt. Mọi việc thật quy củ, cha yên tâm. Cha ơi, cha ơi. Chúa tể Băng Hà, Chúa tể Băng Hà. Từ đây, thái tử sẽ thay chú tể trị vì muôn thú trong khu rừng này. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế.
là anh kia. Trong lúc môn thú đang hành lễ với chúa tể mà ngươi dám vô lễ. Xin chúa tể tha tội, ngàn lần xin chúa tể tha tội. Để làm gương cho muôn thú, ta sẽ xử tội ngươi. Ta nguyền rủa lợn từ nay sẽ không nói ra tiếng được nữa. Xin chúa tể tha. Thưa chúa tể, đã đến giờ xử án. Được, nhanh gọi bọn phạm tội đến đây. Lần này thì ả chết chắc nhé gà béo. Mụ mới phải chết trước đó. Ui, đau quá. Xin chúa tể lấy lại công bằng cho thần. Con mụ gà béo vừa ăn cắp vừa la làng. Nó đã lao vào giật con dung mà hải dân mới bới được. Mụ đừng có ngậm đất phun gà nhé. Rõ là tôi nhìn thấy con dung trước. Im mồm ngay hai mụ kia. Hạ dân không thể nuốt nổi cuộc tức này thưa chúa tể. Hãy trừng trị thích đáng mụ gà mái xù gian ác thưa ngài. Im lặng, cả hai đều là những kẻ phá rối tai hại. Ta sẽ xử tội hai ngươi để làm gương cho muôn thú. Ta nguyền rủa hai con gà này mất đi đôi chân của chúng. Chúa tể, xin ngài... Đôi chân của tôi, chân của tôi. Trời đất ơi, sao lại dã man như thế? Kịch quá, quá dã man. Ai, ai vừa nói ta dã man, bước ra đây. Nếu các người không chỉ ra kẻ nói thì ta sẽ nguyền rủa. Cây nguyền rủa không được dùng tùy tiện thưa chúa tể. Ngươi dám bảo ta dùng cây nguyền rủa tùy tiện? Để ta cho biết thế nào là tùy tiện. Ta nguyền rủa đại bàng không thể bay nữa. Một vị chúa tể thực sự không hành xử như ngài, thưa ngài. Ngươi, ta sẽ giữ bình yên cho khu rừng như ý nguyện của cha ta. Hả? Chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Thấy chúng ta biết đi đâu. Đi đâu thì đi, cứ ở đây thì sớm muộn gì cũng chết. Không chết thì cũng la lết, mà la lết thì còn khổ hơn cả chết. Còn đâu những ngày tháng yên bình. Hỡi ơi, chúng ta buộc phải rời xa đất mẹ. Hỡi ơi. Cậu có im đi không? Chúa tể bà nghe thấy thì chết cả họ bây giờ. Lại bắt đầu một ngày cai trị bận rộn rồi đây. Muôn thú của ta đâu? Muôn thú của ta đâu? Họ bỏ đi hết rồi. Họ đi tìm cuộc sống yên bình. Sao lại có thể như thế? Chính ta đang giúp họ được sống trong yên bình. Để ta nói cho ngài biết một điều. Cha của ngài đã cai trị cả khu rừng này trong yên bình mà không bao giờ phải dùng đến cây nguyền rủa. Không đụng đến uy quyền và luật lệ thì làm sao cai trị được muôn thú cả trăm loài chứ? Ta không tin. Ngài có thể không tin, nhưng những gì ngài nhìn thấy là thật. Trước kia muôn thú đông đúc, mọi loài ấm no, còn giờ đây muôn vật kêu thán, phải rời bỏ khu rừng nuôi sống họ. Ngài không tự hỏi vì sao ư? Tại sao? Bởi vì ngài lúc nào cũng chỉ muốn thể hiện uy quyền. Còn cha ngài, ông ấy luôn cố gắng lắng nghe và thấu hiểu. Ta sẽ tìm muôn thú gọi họ trở về. Ta sẽ sửa sai. Răng cọc cạch. Thời tiết chán quá, mưa mãi không dứt. Đến bao giờ mới khô hết chỗ quần áo này? Ôi, tất vẫn chưa khô. Làm thế nào bây giờ? Frank, hôm nay con vẫn phải đến lớp hướng đạo à? Vâng mẹ ơi, trời mưa nên chúng con sẽ học trong nhà, chứ không ra ngoài trời nữa. Mẹ ơi, nhà mình còn đôi tất nào không? Mưa suốt nên tất của con giặt hết rồi, mà giờ vẫn chưa khô. Để mẹ vào tìm xem sao nha. Còn đôi tất nào không em? Chỉ còn chừng này. Không sao, để anh chọn đại lấy hai chiếc.
miễn là có cái để đi giày cho ấm là được rồi. Chán quá, chiếc thì rách, chiếc thì giãn. Ôi, làm sao bây giờ? Đi giày mà không có tất thì thà đi chân đất còn hơn. Trời lạnh lắm, đôi chân của con sẽ bị rét rung lên đấy Frank ạ. À, đây, dùng tạm đôi này đi. Trông nhỏ thế này chắc vừa với chân con. Để ba đi mấy chiếc giãn rộng này, chân của ba to mà. Nhưng có một chiếc bị sờn rách nữa ạ. À, đây, Frank à, lấy chiếc này của mẹ đi. Trông cũng mới với lại nhỏ nhắn nữa này. Nhìn xem, cậu đi tất cọc cạch kia. Trông thật buồn cười quá. Cậu ta đi tất cọc cạch, đúng là Frank cọc cạch. Cũng tại ba mẹ mình mà mình bị các bạn trêu đồ thế này. Chẳng cần tất nữa. Hôm nay, chúng ta sẽ trao đổi về chủ đề sống sẻ chia. Trước hết, thầy cần các em hãy chia thành từng cặp để thảo luận. Frank à, em bị lẻ sao? Dạ, em... Frank cọc cạch, luôn là cọc cạch. Frank cọc cạch. Ủa, Frank, sao em không đi tất? Tất của em bị ướt. Dạ, không phải tất của bạn ấy ướt đâu. Tại vì bạn ấy đi tất cọc cạch ạ. Dạ, tại mưa quá, tất của em bị ướt hết rồi. Ba mẹ em để dành cho em những cái tất lành nhất để em đi. Em hãy mang đôi tất đó vào đây. Này, khi nào cậu ta đi đôi tất đó vào, chúng ta sẽ đồng thanh hô to Frank cọc cạch nha. Nào Frank, em hãy đi đôi tất đó vào chân. Quan trọng là phải giữ ấm đôi chân của mình. Frank, khoan đã. Em hãy đi chiếc tất của thầy. Em với thầy sẽ là một cặp. Frank cọc cạch, thầy cũng cọc cạch kìa. Các em ạ, Frank cọc cạch vì ba mẹ Frank đã dành những chiếc tất tốt nhất, ấm áp nhất cho cậu ấy. Thầy cọc cạch là vì muốn chia sẻ tấm lòng của mình đối với Frank. Điều quan trọng không nằm ở đôi tất mà là sự yêu thương, cảm thông và tình người. Đúng vậy, thầy cọc cạch, Frank cọc cạch, ba mẹ Frank cũng vậy. Khi mà tất cả đều cọc cạch thì chẳng còn ai cọc cạch nữa. Đó cũng chính là nội dung của buổi thảo luận ngày hôm nay. Thầy ơi, em hiểu rồi. Frank, tớ xin lỗi vì đã trêu chọc cậu. Này Tom, tớ và cậu đợi tất cho nhau nha. Ừ. Sự tích hoa dạ lan hương. Này ông nhổ bỏ luôn cái cây này đi nha. Chẳng biết cây gì mọc hoang ở đây mà chả thấy ra hoa ra quả gì cả. Dạ thưa bà. Mày là một cái cây rất khỏe mạnh. Nhổ bỏ mày đi, tội nghiệp mày quá. Để ông mang về nhà ông trồng xem sao. Hãy lớn lên thật khỏe khoắn nhé. Mát quá, mát quá. Ồ, cậu là cỏ hay là hoa đấy? Tớ là một cây hoa đấy nha. Một cây hoa vô cùng xinh đẹp. Hoa gì mà lại trồng ở vườn rau thế này? Cậu chả hiểu gì cả. Nếu được chăm sóc tưới nước đầy đủ, tớ sẽ nở hoa cho cậu xem. Ồ, đúng là cậu tuyệt đẹp. Giờ tớ chỉ mong ông cụ mau về nhà để ngắm nhìn tớ. Ông cụ đi làm vườn cho những gia đình giàu có trong vùng, đến tối mới về. Lúc ấy trời tối đen như mực, vả lại, hoa của tớ chỉ nở ban ngày thôi, đến đêm là tàn mất rồi.
Ông cụ tốt bụng đã cứu sống tớ và chăm sóc tớ rất cẩn thận. Vậy mà đến khi tớ nở hoa, ông cụ lại chẳng được ngắm chúng. Những bông hoa này có đẹp bao nhiêu cũng thật vô nghĩa. Ồ, mày đã nở hoa rồi đấy ư? Tiếc là ta không được ngắm những bông hoa của mày khi chưa tàn. Mày thật là một cây hoa đáng yêu. Các cậu ơi, hình như hôm nay ông cụ không ngủ được. Tớ nghe các bạn kiến kể rằng ông cụ vừa nhận được thư con trai ông đi làm xa đang gặp khó khăn. Chắc là ông đang lo cho con không ngủ được đấy. Giá như tớ có thể làm gì đó để giúp ông cụ nhỉ? Cậu chỉ là một cây hoa thôi, chẳng làm được gì đâu. Thôi, đi ngủ đi. Tối qua, ông cụ trằn trọc cả đêm. Sáng nay lại đi làm sớm trước cả khi những bông hoa của mình nở. Chắc là ông mệt lắm. Các cậu có biết làm thế nào cho ông cụ dễ ngủ không? À, có lần tớ nghe bác chim sâu nói, có những mùi hương giúp con người thư thái dễ chịu. Nhưng chúng ta biết tìm mùi hương ấy ở đâu đây các bạn? Tớ có cách rồi. Cậu có cách gì? Bà chúa hoa ơi, con nguyện đánh đổi vẻ đẹp này để có một mùi hương thật thơm lành khi đêm xuống. Một mùi hương có thể mang lại cho ông cụ chủ nhà một giấc ngủ thoải mái. Đổi vẻ đẹp lấy hương thơm sao? Hỡi cây hoa xinh đẹp của ta, nếu vậy con chỉ có thể lặng lẽ tỏa hương vào ban đêm thôi. Còn ban ngày, con sẽ chẳng khác gì một cây cỏ tẻ nhạt xanh xao, chìm lấp trong muôn vàng vẻ đẹp rực rỡ những loài hoa khác. Sẽ chẳng còn ai trầm trồ ngưỡng mộ con cả. Dạ, con đồng ý, thưa bà. Ôi, có mùi hương ở đâu bay đến đây, thật thanh tao, dịu ngọt. Mùi hương này khiến ta cảm thấy thư thái làm sao. Đúng là cậu thơm thật. Nhưng giờ cậu chỉ còn là những bông hoa tẻ nhạt thế này. Kể cũng tiếc thật đấy. Tớ đổi những bông hoa rực rỡ lấy mùi thơm thanh tao này để mang lại cho ông cụ một giấc ngủ thật thư thái. Ông đã làm việc vất vả cả ngày rồi. Ông không thể ngắm bông hoa rực rỡ của tớ. Nhưng chắc chắn ông sẽ ngửi thấy hương thơm này. Từ đó, người ta gọi loài hoa đã đánh đổi vẻ đẹp của mình để có được hương thơm thanh khiết dịu dàng, mang lại niềm vui cho ông cụ làm vườn, là hoa dạ lan hương. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.